Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất quen thuộc, đó là trò chơi hiểu ý bạn chơi. Để chơi trò này chúng ta cần 4 cặp chơi, mỗi cặp 2 người. Chúng tôi cần 8 người ạ. Vâng, luật chơi rất đơn giản, 8 người ạ. Ưu tiên cúp. Lên bài hát hiện lên trên màn hình. Người ở Ý có thể dùng cách hát, miêu tả, nói hoàn cảnh sáng tác, nhạc sĩ sáng tác, nhưng tuyệt đối không được dùng từ trong có tên trong bài hát. Ví dụ như hoa cỏ mùa xuân, tuyệt đối các bạn không được dùng từ hoa cỏ mùa xuân. Được hát nhưng mà không được đoạn hát đâu. Anh có thể lấy đoạn nào đó mà không có một trong những cái từ đó. Vâng, không được nhắc đến tên ạ. Hai người sẽ đứng đối diện nhau. Một người sẽ nhìn và một người sẽ quay lưng vào màn hình. Thì người nhìn thì người sẽ Bắt đầu. Bài hát năm mới hay hát ở trên TV Việt Nam. Tiếng Anh. Happy New Year. Yeah. Bỏ qua. Bỏ qua. Bấm chậm quá. Một bài hát nói về mẹ của bỏ qua. Bài hát Mỹ Linh hay hát về năm mới. Phút giây thơ lần này. Mỹ Linh hay hát là nghe mùa xuân về. À, nghe mùa xuân về. Và cái gì mà người ta hay mừng tuổi trẻ em vào năm mới? DC. Yeah. À mua phải không? Một bài hát của Lương Trọng Nguyễn. Thằng Xuân. Chúng ta hay gặp nhau vào năm mới. Bài hát gặp nhau vào năm mới. Cùng. Nếu gặp nhau thì chúc Tân Xuân. Xuân hòa mật. Đầu tiên và đã đoán được 4 bài hát đúng. Chúng ta sẽ tiếp theo phần thi của nhóm. Vâng, với chủ đề hả? Vâng. Xin mời anh chị ạ. Xin chúc hai chị. Vậy ai sẽ là người hỏi và ai sẽ là người trả lời? Chị hỏi. Dụng ảnh có lên nè. Một hai bạn dụng. Ngược vậy, bài hát có hai chữ ngược lại với đi ra, ngược lại với mùa thu. Ngược lại với đi ra. Có hai chữ. Vô hạn. Tuyết nó như thế nào? Tuyết rơi. Có mỗi năm có bốn. Tuyết rơi mùa. Đúng rồi, cái chủ đề của mình nữa đó. Tuyết rơi mùa đông. Lòng mang mát buồn.
tràng pháo tay nữa cho hai chị đã rất cố gắng. Không sao. Vâng, và cũng phải chúc mừng cho anh để vì anh đã phát hiện ra một bài hát rất mới, vô hạn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo, mùa thu, một mùa rất lãng mạn. Hello. Bỏ qua. Cùng cái chủ đề với mình nhưng mà có màu màu mà tượng trưng cho nhà vua chúa đó. Thu vàng. Cùng chủ đề. Mùa thu vàng. À, một cái từ có ý nghĩa là 1000, nhưng mà đó là một từ, sau đó tới cái từ thứ hai trong cái chủ đề của mình, tới cái từ để chỉ cái em đang ngạc. Bỏ qua. Từ thứ hai của chủ đề của mình, và sau đó để nói lên tình cảm nam nữ. Từ chủ đề của mình và sau đó nói lên một cái gì đó mà hai từ tiếp theo là để chỉ khi mà mình có một cái gì đó chung với nhau. Trong một năm thì có 12 cái này, và cái này là cái này là cái mà bắt đầu thu. Na 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 na. Vâng, cảm ơn anh Triều và chị Quỳnh. Vâng, và để kết thúc một năm, chúng ta hãy đến với mùa đông ạ. Xin mời hai chị. Vâng, mùa thu chỉ đúng với một bài thôi ạ. À, và bây giờ ai sẽ là người hát và ai sẽ là người trả lời ạ? Nhà cố lên. Sẵn rồi đấy. Bài mà Noel thường hay hát rất vui nhộn. Bằng tiếng Anh. I wish you a Merry Christmas. No, no. Jingle Bell. Bạn tình ca mùa đông. Nếu không thì bỏ qua. Bật lửa. Một cậu bé với bật lửa. Bỏ qua đi. Không phải được. Bỏ qua đi. Đối với mùa, đối với ban ngày. Đêm đông. Ski và đối ghép. Có một bộ phim có bài Tuyết mùa hạ. Tuyết Tuyết đối với cái thôi thế đi thôi. Bộ qua. Tớ sang đây được 8 tháng 9 tháng. Cảm ơn hai chị ạ. Bài hát tớ sang đây được thì chị đã nghĩ ra được ý tưởng rồi chưa? Vâng. Chị đừng xúc động. Hai điểm thì vẫn là cao chị ạ. Không có gì mà phải buồn. Hai là số nhiều rồi. À, mời...